Dạ vâng, em Tuấn ô tô cũ giá rẻ Hải Phòng xin kính chào toàn thể mọi người. Vâng, hôm nay thì em lên sóng quay báo giá tất cả mẫu xe gọi là Nissan Sunny với cửa tiền mà lanh quanh đâu đó hơn 200 triệu một tí thôi. Đấy, mà đợt phân khúc đời rất là cao, đời 2014 và 15 luôn các bác nhá. Thì trong đây em có 3 phiên bản, một phiên bản màu xanh Kawasaki, một phiên bản màu đỏ và một phiên bản màu trắng Ngọc Trinh. Cái bản trắng Ngọc Trinh này thì nó đặc biệt là một chỗ sản xuất năm 2018 phiên bản số tự động các bác nhá. Còn hai em này thì nó là số sàn. Đấy thì dòng Nissan Sunny này thì máy số nó của nó cũng là cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu, cũng là máy số rất là bền bỉ theo năm tháng, theo thời gian. Đấy thì cái chi phí bảo trì bảo dưỡng của nó cũng rất là rẻ và phù hợp với cửa tiền của mọi người các bạn. Đấy thì dòng này thì giá rất là rẻ luôn, chỉ có 238 triệu thôi cho chiếc đời 2015. So với phân khúc cùng mấy thằng Vios thì nó đắt hơn rất là nhiều. Vios mà cái cửa tiền 238 triệu các bạn cũng chưa mua được cái bản gọi là bản thiếu của đợt cùng đời các bác nhá. Các bác chỉ mua được tầm đời 2013 thôi, cái form cũ thôi. Đấy, còn đâu thằng này thì nó form mới của thằng Nissan Sunny các bác này. Cái bản X là của nó là bản số sàn. Đấy, mang nước sơn màu xanh carbon size khá là hài hòa và đẹp các bạn. Hiện tại mang biển tư nhân biển của Thái Nguyên 20E00044 nha các bác nhá. Thì thằng Nissan Sunny này nó cũng trang bị cho mình đầy đủ hệ thống gọi là trên vô lăng của nó các bác nhá. Hệ thống vô lăng của nó thì cũng có cho mình đầy đủ hệ thống túi khí an toàn. Và phần ghế đằng sau của nó cũng có cho mình một hệ thống cửa sổ gió các bác ạ. Một cửa gió cho các bác ngồi ghế sau cũng tương đối là thoải mái khi mà đi đường dài. Đấy, cũng có điều hòa đến mặt các bác nhá. Rất thoải mái, nó hơn thằng phân khúc của Vios như thế. Bởi vì ngồi sau mà có điều hòa thì cảm giác rất là ok các bác nhá. Đấy, và form dáng của nó cũng khá là đẹp với phân khúc hạng B. Chạy dòng này cũng rất là đầm chắc, cách âm rất là tốt các bác nhá. Và được cái là tiết kiệm nhiên liệu, tiêu chí của dòng xe Nhật Bản thì máy số của nó quá là ok được các bác ạ. Đấy, sơn xi bên ngoài thì tổng quan bóng bẩy đẹp nét căng, không có chỗ nào xước sơn xước xi cả các bác nhá. Đấy, toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng sau nó cũng thế này, hộp đèn vuông vắn mà không có dấu hiệu móp méo gì hai bên tai, cũng như là hộp đèn cũng không dập vỡ và chấp hơi nước gì cả các bác nhá. Đấy, khá là tươi và đẹp về Nissan Sunny. Đăng kiểm còn rất là dài các bạn. Đăng kiểm em này thì hình như là dài đâu đó đến tận tháng 3 năm 2023 cơ, đăng kiểm còn rất là dài các bạn này. Mẫu xe mà cửa tiền chỉ có hơn 200 triệu thôi, 238 triệu cho một sở hữu một chiếc Nissan Sunny bản đủ máy 1.5. Cái mức tiêu hao nhiên liệu của thằng này thì tối đa ra các bác nhá. Tối đa ra thì nó rơi khoảng tầm 6 lít rưỡi trên 100 km ạ. Trên đây nó ghi đủ thông số các bác này, mức tiêu hao nhiên liệu các bác nhá. 6 lít tư đường kết hợp này. 8 lít 75 trong đường trong đô thị được cực kỳ ùn tắc các bác nhá. Còn đường ngoài đô thị của nó thì rơi tầm 5.09 ạ. Thì tính trung bình ra nó rơi khoảng tầm 6.5 lít trên 100 km ạ. Căng chân ra các bác nhé. Đấy. Lốp dép cũng mới được khoảng tầm 80% và lên được hệ thống la răng đúc các bác nhé. Bản thiếu ấy. Các bản này thường thường thì của nó là la răng sắt các bạn, nhưng mà bản này thì nó lên được độ một bộ la răng đúc rồi. Đấy, mua về các bác đỡ phải trang bị thêm thôi. Đấy, cũng có đầy đủ màn hình giải trí, đó là màn hình Android. Đấy, máy đang nổ mà rất là êm. Đấy, form dáng thì khá là tươi và đẹp. Đấy, Nissan Sunny. Và đa số cái dòng Nissan Sunny này mà khi ra đến tay tư nhân thì thường thì nó cũng đã đưa qua một tí dịch vụ các bác nhá. Đấy, nó đã đưa qua một tí dịch vụ, nhưng mà để mà chất xe nó còn đẹp tươi như này cũng khá là ok các bác nhá, cũng đáng đồng tiền bên gạo, đáng để đầu tư các bạn. Nên cho mình đổi đầy đủ màn hình Android OLED xịn sò luôn các bác nhá. Android xịn sò thì mức ảnh này nó tích hợp cái cả cổng nối USB, kết hợp cả Wi-Fi, cũng như hệ thống gọi là khay SIM 4G các bạn, rất là tiện lợi. Các bác đi mà nghe loa này âm thanh giải trí rất là tuyệt vời luôn. Thường thường cái bản này thì nó có hai túi khí an toàn các bác nhá. Một bên táp lô bên phụ này, nó là bản đủ các bác. Một táp lô bên phụ và một bên vô lăng phím còi. Còn keo chỉ của nó thì cam kết các bác là zin cả xe nhá. Và mặt táp bi của nó khá là tươi và đẹp các bác. Khá là tươi đẹp luôn. Đấy. Mặt táp bi của nó khá là tươi đẹp này các bác này. Mọi thứ nó rất ok, cánh cửa đóng rồi ok này. Đấy, keo chỉ hoàn toàn nguyên zin. Bác nào mà đúng chân em như này thì có thể alo lên hệ trực tiếp em theo số điện thoại và Zalo 0389726738 các bác nhé. Và nội thất thằng Sunny này nó cũng tương đối là rộng, nó cũng phải ngang ngửa thằng Vios. Nhưng mà để mà chiều cao của nó cao Vios một chút các bác nhé. Chiều cao của nó cao Vios một chút, khi mà ngồi trong khoang nội thất thì cảm giác nó thoải mái hơn, thoáng đãng hơn một tí. Còn gầm bệ của nó này hoàn toàn là không dấu hiệu mối mọt han gỉ gì cả, này cũng rất là tươi xe. Giảm sóc bằng thụt kết hợp cả nồi xo, bộ la răng mới cứng luôn, mới thay luôn các bác nhé. Còn gầm bệ của nó này, gầm bệ này hoàn toàn không có dấu hiệu gì gọi là chảy xước hay là nó bị móp méo, có mối gò mối hàn nào cả các bác nhé. Rất là xuất sắc luôn. Đấy, toàn bộ gầm của nó đây. Và cái quan trọng nhất là gầm nó không bị vỉ dầu gì cả. Rất là đẹp ạ. Chiếc Nissan Sunny đến thương hiệu Nhật Bản. Nó nồi đồng cối đá mà thần thánh ngang với Toyota Vios các bác nhé.
Đấy, bên nội thất thì có thêm một dàn điều hòa phía dưới, cho nên là cảm giác ngồi phía sau trong cái Mazda di chuyển hành trình rất là thoải mái. Ô tô chuẩn của nó thì loanh quanh đâu đó hơn 8 vạn tí thôi. Ô tô chuẩn hơn 8 vạn tí và vô lăng cụp xuống rất là tươi đẹp. Điều hòa của nó cũng tất cả mọi thứ là điều hòa cơ các bác nhé. Trần em này cũng là trần nỉ với bản theo xe, bọc túi bóng ly lông bảo quản chống ẩm mốc này. Đấy, rất là tươi luôn. Đấy, sẽ lật qua phần khoang động cơ của em này lên kiểm tra qua một vòng này. Đấy, đầy đủ khoang. Cái cửa giả đóng vào rất là chắc tay luôn các bác nhé. Bản đủ, bản này nó có cả camera hành trình luôn các bạn. Có cả camera hành trình và camera lùi đầy đủ luôn. Được cái nước sơn màu xanh carbon xay nhìn khá là hài hòa và trung tính các bác nhé. Đấy, máy này các bạn này. Máy nổ Infinity luôn và hình như là máy còn nguyên zin từ mặt dàn cò các bác nhé. Máy còn nguyên zin từ mặt dàn cò. Đấy. Và mặt máy rất là sáng, hoàn toàn không hiện tượng gì dầu cả. Cụm chia phanh ABS của nó đến này các bác này. Cụm chia phanh ABS của nó này. Và toàn bộ những con ốc bản này là còn nguyên zin, chưa tăng lốc nào cả. Đấy, máy nổ tí tách một tí con thôi. Không bao giờ có một tiếng động lạ gì cả. Rằng nhạc sassy của thằng Sunny này nhìn quan sát nó rất là dễ luôn các bác nhé. Mặt bích của nó kia. Cái mặt bích của nó các bác này nhìn rất là dễ luôn. Và toàn bộ hệ thống răng của nó này, những cái lỗ kỹ thuật của nó chưa có móp méo thế nào, chưa có nắn thế gì cả. Sơn xi mọi thứ nó bóng bẩy đẹp nét căng rồi, mua về sẵn chỉ việc sử dụng quá. Đấy, 238 triệu cho chiếc Nissan Sunny. Phiên bản đủ đầy đủ túi khí an toàn, kết hợp cả phanh ABS túi máy 1.5 các bác nhé. Còn bên em có một chiếc màu đỏ các bác này, màu đỏ tươi. Màu đỏ này là đỏ mận chín đây. Em này cũng được sản xuất vào năm 2015 các bạn. Cũng là bản đủ, đầy đủ túi khí và phanh ABS. Cũng lên được bộ la răng và sơn xi tổng thành bên ngoài thì mang nước sơn màu đỏ khá là tươi đẹp, hài hòa. Mang biển tư nhân biển Sài Gòn. Nếu bác nào đang sinh sống làm việc tại Hà Nội hoặc Sài Gòn ạ, các bác mua em này về thì tiết kiệm rất nhiều tiền chi phí ra tên bấm biển luôn. Loanh quanh 20 triệu các bác nhé. Thế thì em này thì hộp đen của nó cũng thế, không bị dập vỡ, toàn bộ thân vỏ cũng thế, rất là căng mọng luôn. Cánh cửa đóng vào rất là khít và không có dấu hiệu móp méo gì những thành tôn của nó các bác nhé. Các bác nhìn cái đoạn khúc xạ của phần hình ảnh nó phản chiếu trên phần sơn xi của nó các bạn. Thế nó không có một chỗ nào móp méo hay là bị gợn sóng cả. Đấy, gầm bệ cũng thế, rất là sáng và tươi. Đấy, những cái mép tôn của nó nối nhau này rất là hoàn toàn khớp với nhau từng ly từng tí một. Đấy, gầm bệ cũng rất là sáng và tươi con này. Đấy, gầm bệ rất là đẹp luôn. Nội thất của nó đây, nội thất em này thì là bọc ghế da màu be các bạn. Cái màu be thì bao giờ nội thất nó cũng sang hơn một chút và nhìn nó sáng hơn. Đấy, mặt tabi cũng thế, rất là sạch sẽ và sáng bóng các bác nhé. Đấy, keo chỉ hoàn toàn nguyên zin, không có mất phân nào cả. Đấy. Mẫu này thì các bác mua về có thể lựa chọn đi gia đình hoặc là chạy thêm tí dịch vụ kiếm thêm thu nhập cái dịp cuối năm này. Đấy, cái nhu cầu đi lại của bà con dịp cuối năm này rất là nhiều, nên các bác tranh thủ kiếm thêm tí thu nhập để cho Tết này sắm những cái nồi bánh chưng thật là đầy đủ nhân thịt. Đấy. Cho nó sum vầy ấm cúng các bác nhé. Toàn bộ hệ thống gầm bệ của nó đây. Đấy, rất là tươi và đẹp các bác nhé. Đấy, mẫu xe cũ này đã qua sử dụng, các bác quan trọng một chút ngắm nghía phần gầm của nó một chút các bác nhé. Xem có ố vàng han hỉ hay không, xem nó có mục mọt thế nào không, nhưng hoàn toàn không tí nào các bác này. Đấy. Và máy số của nó một chút nữa thôi. Cái gầm bệ như thằng xe cũ này, quan trọng nhất là gầm và máy số các bác. Đấy. Máy thì nổ rất là êm, máy cũng đang được khởi động mà nổ rất là êm. Lốp dép thì được khoảng tầm 85% các bạn. Đi thoải mái khoảng tầm 5.5 năm nữa các bác thay bộ lốp mới đi. Còn em phần gọi là cửa gió điều hòa phía sau đó đây. Đấy, các bác ngồi gió điều hòa phía sau nhá, hai bác ngồi đằng sau. Lúc nào cũng có hai cửa gió chĩa thẳng vào người, cho nên nó cũng rất là mát các bác nhá. Đấy, gió hoạt động rất là tốt. Và trần em này cũng là trần nỉ nguyên bản theo xe, bọc túi bóng ly lông bảo quản chấm ẩm mốc. Còn đây mặt cabin của nó các bác này, mặt cabin của nó được trang bị cho mình màn hình giải trí, đó là màn hình Android xịn sò, gắn là sim 4G. Đấy, vô lăng thích hợp cho mình phím còi bác ạ, nó tích hợp cho mình túi khí an toàn bên phụ nữa. Bản đủ mà các bác, bản đủ thì bắt đầu nó mới có hai hệ thống gọi là hai dàn điều hòa này. Đấy. Nói chung là máy nổ khá là êm, không hiện tượng rung lắc gì cả. Mặt tabi tablo sáng bóng sạch sẽ, vô lăng củ số dấu hiệu hao mòn rất là ít luôn. Đấy các bác. Bác nào đúng chân alo liên hệ với em theo số điện thoại cũng như Zalo các bác nhé, 0389726738 để sở hữu của mình mẫu Nissan Sunny màu đỏ tươi đây. Màu đỏ mận chín các bác nhé. Rất hợp cho bác nào mà mổ mạnh hỏa. Đấy, về làm ăn thì nó phát tài bắt lộc. Còn khoang động cơ của nó đây, em kiểm tra luôn cho các bác này. Kiểm tra các bác luôn phần khoang động cơ chiếc Nissan Sunny này. Đấy, gầm thì rất là tươi rồi, sáng đẹp. Còn về khoang động cơ của nó đây. Máy nổ rất là êm các bác nhá. Máy nổ cũng rất là êm luôn. Đấy, thì em này thì máy của nó đây, cũng hoàn toàn là khô ráo, ra mặt máy rất là sáng và đẹp các bác nhá. Dòng này chạy rất là bền xe, cũng như là nó có lành lặn, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo trì bảo dưỡng nó rất là rẻ luôn. Đấy, khấu hao nó cũng xuống rất là ít các bác nhá. Dòng này các bác đi thoải mái 1-2 năm nữa quay lại bán cũng được, quay trên tầm quanh quanh cũng phải trên 200 triệu các bác. Đấy. Toàn bộ hệ thống gọi keo chỉ nó hoàn toàn nguyên zin, không mất phân nào. Và những ốc bản lề cũng thế này. Đấy, chú trọng khoang động cơ nó một chút các bác này. Đấy, có một vài cái ống nó bị bục,
nên là dính lại bằng băng dính, băng keo cẩn thận thôi. Còn đâu mà máy thì hoàn toàn khô ráo và đẹp các bác nhá. Máy zin quá. Máy nó còn nguyên zin, không có dấu hiệu gọi là đâm đụng hay là ngập nước gì cả. Phần đầu dạng thế, cái mặt bích của nó này, vốn bắn này chưa có móp méo gì cả, chưa hiện tượng gia công xử lý gì, chưa gòn ấn gì các bác nhá. Đấy, 238 triệu cho chiếc Sunny bản đủ đời 2015 với phiên bản màu đỏ tươi này. Còn bên này em có một chiếc Nissan Sunny với phiên bản XV. Đấy, Premium này các bác này. Đấy. Bản này nó là bản cao cấp rồi, nó là số tự động, trang bị cho mình hệ thống gọi là 4 cái cảm biến lùi phía sau. Body được ốp phần body kit trông khá là cá tính và form thể thao các bác nhá, có cả đuôi giò phiên sau. Đấy, sơn xi măng nước sơn màu trắng ngọc trinh, đầy đủ hệ thống xi nhan tích hợp chân gương, la răng đúc nguyên bản theo xe. Phanh ABS và túi khiên toàn đầy đủ luôn. Và đăng kiểm dài đến tận tháng 3 năm 2024 cơ, đăng kiểm rất là dài. Đấy, hiện tại mang biển tư nhân biển Hà Nội 30H94721 các bác nhá. Sơn xi tổng thành bên ngoài zin được tầm 90%. Đấy, xi nhan tích hợp chân gương này còn chưa biết xước biết xác gì cả, chưa biết xước tí xi nhan nào cả. Đấy, tất cả kính chắn gió đều dán lớp phim 3M. Còn nội thất của nó là ghế da nguyên bản theo xe các bác này. Đấy, ghế da nguyên bản theo xe này, những cái lòng chấm bi của nó đây. Đấy, rất là đẹp luôn, tươi luôn, đầy đủ màn hình giải trí và phần hai túi khiến toàn trên tắp lô bên phụ và hệ thống vô lăng phím còi. Trần cũng là trần nỉ nguyên bản theo xe với chiếc Nissan Sunny đời 2008 này. Hiện tại bên em đề xuất bán với giá là 389 triệu thôi, bao rút hồ sơ hỗ trợ vận chuyển các bác nhé. Đấy, và trên mặt tắp bi của nó cũng thế, với phân khúc này của nó cũng thích hợp cho mình một vài cái bao da này và phần mạ carbon trên những cái phần tay cửa này các bác này. Đấy, và mặt tắp bi rất là tươi. Đấy, mặt tắp lô cũng thế này. Đấy, mọi thứ nhựa nhạc không có em này khá là sáng và đẹp các bác nhé. Đấy, keo chỉ thì đều được dán lớp gioăng cao su non chống ồn rồi. Đấy, cho nên và chống ồn và giảm chấn các bác nhé, các bác đóng cửa nó rất là nhẹ nhàng luôn. Đấy, ghế đằng sau nó đây rất là tươi đẹp này. Đấy, tư nhân chính chủ thì cái dòng này nó không có dịch vụ gì cả. Đấy, cửa đèn nó chỉ hơi cao một chút thôi các bác nhé. Đấy, nhưng mà so với dòng Toyota Vios cùng đời hay là tất cả phân khúc hạng B cùng đời thì nó rẻ rất nhiều so với những thằng cùng đời các bác ạ. Nó rẻ khoảng tầm lanh quanh khoảng tầm 6-70 triệu luôn. Đấy, em này thì gương chiếu hậu của nó là gương điện tử rồi, có thích hợp cả camera hành trình và camera lùi các thứ luôn. Đấy, hai vùng điều hòa, ngồi tất cả cửa các ghế đều có cửa gió đến rất là thoải mái luôn các bác nhá. Còn đây là phần gọi là mặt tắp bi bên cánh sau đây cũng đều dán gioăng cao su non. Đấy, cầm bệ nó này rất là sáng và tươi các bác nhá, không có dấu hiệu han gỉ ốm mọt gì cả. Đấy, cầm bệ thì phải nói là tuyệt vời đấy các bác này. Đấy, cầm bệ mẫu xe đến từ Hà Nội này phải nói là quá là sạch sẽ và tuyệt vời luôn, hoàn toàn không hiện tượng gỉ dầu hay là có hiện tượng gì gọi là nó bị han gỉ mối mọt gì cả, mà không có hiện tượng mối gò hàn nào. Đấy, la răng đúc nguyên bản theo xe này các bác này. Nội thất rất là tươi và đẹp luôn. Còn giờ sẽ khởi động hoạt động cơ máy lên. Đấy, kiểm tra các bác một vòng về chiếc Nissan Sunny đời 2018 này với phiên bản số tự động các bác nhé. Em này thì nó có đầy đủ phanh ABS và túi khí, kết hợp cả phanh PS, đó là phanh chống tạt cứng, phanh đĩa ở trên phần gọi là ghế đằng trên, phần bánh đằng trên. Đấy, lốp đằng trên các bác nhé. Em này thì đầy đủ gương kính cụp xe, nó có đầy đủ cả gương kính cụp xe này và độ option của nó cũng khá là tươi và đẹp. Còn khoang động cơ nó đây, máy nổ rất là êm, dường như là so với hai em kia thì nó êm hơn một chút quá nhá, tiếng máy nó nổ rất là tí tách luôn, không nghe gì ạ. Cái máy này máy nó zin quá này, máy zin từ mặt phần còn thì đi, và toàn bộ khoang nội khoang động cơ của nó cũng đã được vệ sinh qua một chút, nhìn nó khá là tươi và sáng xe. Mặt máy rất là đẹp này, cái máy nổ im đi thít, cũng chưa phanh ABS này, cầm mọi thứ này, đầu răng cũng sóc này, chưa hiện tượng gì gọi là gò nắn gì cả. Đấy, và nó thích hợp cho mình một dải đèn led trên phần đèn chiếu sáng chính này các bác này. Ba phiên bản mà hôm nay em quay lên này thì đều sử dụng cho mình hệ thống đèn chiếu sáng, đó là đèn halogen thôi. Đấy, thằng này thì cả bản cao cấp nhất nó chỉ là đèn halogen thôi, không sử dụng cho mình hệ thống đèn bi salon các bác nhé. Đấy, nòng trong của nó đây rất là tươi đẹp luôn, được cái nước sơn màu trắng ngọc trinh và số tự động. Các bác lựa chọn để đi gia đình cái thằng này quá là ok luôn, máy số thì rất là bền, không khác gì Toyota Vios cả. Đấy, thì vừa rồi làm tổ tục của phòng qua báo giá bác tham khảo 3 mẫu Nissan Sunny lần lượt là 2015 đồng giá với nhau là 238 triệu bản đủ, và một em đời 2018 bản cao cấp thì là giá 389 triệu bao rút hồ sơ hỗ trợ vận chuyển qua nhá. Nếu bác nào đúng chân em nào thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại cũng như Zalo 0389 726 738 qua nhá. Vâng, cảm ơn toàn thể các bác đã xem video của em, hẹn gặp lại toàn thể các bác ở video sau ạ.